À, xin chào các bạn, mình là machead đến từ Mystic House Shop Hôm nay mình xin review về bộ Mario Tarot của tác giả Mary Wade Đây là hộp bài Mario, hộp bài rất là lớn Với chiều ngang nhìn rất là ấn tượng và chắc chắn Bộ bài này được xuất bản bởi nhà xuất bản Skifter Book Hộp bài mình cầm trên tay khá là nặng tay Với kích cỡ thật sự rất là ấn tượng đây là hộp bài của chúng ta với hình ảnh con sư tử màu đỏ ở trên cách mở hộp cũng rất là đặc biệt giống như uh, chúng ta mở một cái hộp trang sức vậy ở chỗ mở của chúng ta có cái 500 châm khiến cho hộp bài rất là chắc chắn à, đầu tiên chúng ta có một quyển sách companion kèm theo quyển sách có tên là landscape of abyss à, trong quyển sách của chúng ta thì uh, bao gồm nội dung hình ảnh giải thích của từng lá bài à, và quyển sách của chúng ta thì à, gồm có bao gồm là 100, à, 192 trang và đằng sau chúng ta có một trang cuối nói về tác giả Mary White. À, trong buổi học bài của chúng ta thì không có gì thêm và chỉ có thêm một bộ bài đây. Đây là bộ bài của chúng ta. Bộ bài của chúng ta được in rất là đẹp, được trải lớp bóng của cả hai mặt. Nhìn rất là ấn tượng. Đây là mặt sau của bộ bài với hình ảnh vô cực của hai chú rắn quấn vào nhau và có thể bộ bài này sẽ được nghĩa ngược xuôi. Đầu tiên chúng ta có một cái lá giới thiệu và một cái lá trải bài. Bộ bài Mario Tarot được vẽ bằng một bằng, bằng chất liệu màu dầu độc đáo và với các khía cạnh biểu tượng dựa theo cấu trúc truyền thống của Rathalos nhưng với một cách biểu hiện đặc trưng của tác giả rất là riêng biệt. À, bộ bài này theo tác giả đã được hoàn thành trong khoảng thời gian rất là lâu là 10 năm. Trong cuốn sách hướng dẫn 192 trang đi kèm mà chúng ta đã thấy với cái tên là Landscape of Abyss tác giả White đã khởi đầu với tư tưởng nghệ thuật là ngôn ngữ của tâm hồn và không có điều gì có thể chứng minh xuất sắc hơn À, bộ bài này chính là về tâm hồn của chúng ta. Tâm nguyện của tác giả truyền đạt trong cuốn sách này tạo nên những con đường tuyệt vời thông qua những hình tượng học lịch sử và những cải tiến trong tarot. Cô cho rằng các lá bài trong bộ major như bắt nguồn từ thời trung cổ là giai đoạn sáng tạo nghệ thuật nhất của loài người và đó nó là một cái chìa khóa vạn năng có thể sử dụng để viết lên những cái truyền thuyết mạnh mẽ những cái tên mạnh mẽ trong đó bao gồm những cái đớn tạo hóa như tác giả đã thể hiện trong từng lá bài ở đây. À, với các lá the Miner, thì à, tác giả xem đó là những bài thơ được viết cho những ký tự được thể hiện trong những cái bộ trong lá major mang ý nghĩa các bổ sung tác giả thấy là có những cái tính đối xứng hoàn hảo giữa hai cái bộ này à, một thể hiện thế giới vô hình là tinh thần và một thế giới thể hiện một cái thế giới gọi là thế giới hữu hình theo cái mức độ khác tác giả nhận thấy ở trong bộ minor thể hiện những khía cạnh khác nhau của cơ thể, tâm hồn và chuyển thành cái hành trình để cho thành một cái nhân tố phát triển khía cạnh của bản thân. Ở cái phần kết trong cuốn sách thì tác giả cho thấy tarot là một sự phản ánh cho chính tâm hồn của bản thân mỗi người. Và dựa vào đó thì tác giả đã phản ánh các khôn ngoan đó ở trong cái bộ bài này. Cuối phần giới thiệu của chúng ta có những cái sơ đồ thì trong đó chúng ta mô tả một phần của major một phần của minor và được xây dựng trên ba trụ cột chính là Right Away và Thor để tạo nên tác phẩm Tarot mà chúng ta đang cầm trên tay đây hình ảnh lá bài trong sách được thể hiện scan trắng đen mô tả về ý nghĩa hình ảnh từ khóa ngược xuôi cũng như là ý nghĩa bói toán truyền thống dành cho từng lá bài các câu nói được trích dẫn trong sách bao gồm nhiều tác giả như là Joseph Cabell một tác giả nổi tiếng về tarot màu sắc sử dụng trong bộ bài này là màu dầu khiến chúng ta thấy là trông chúng rất là huyền bí và tuyệt đẹp biểu tượng của lá bài này không theo truyền thống mà theo một cái phương cách riêng huyền học riêng mà tác giả mang tới trông rất là ấn tượng và độc đáo và nhìn có một cái gì đó khác lạ và cũng như là rất là quen thuộc à, bộ bài này À, theo nhiều người rất là dễ cảm thụ tuy nhiên hình ảnh của nó sẽ hơi biết bất ngờ và khó khăn cho những người mới sử dụng à, cho nên bộ bài này thường được sử dụng bởi những reader chuyên nghiệp và những người à, dành cho những công việc thiền định hoặc là nghi thức tốt hơn à, nếu mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì theo tác giả bạn cần phải đọc rõ ràng những ý nghĩa và tìm hiểu sâu hơn về những gì mà tác giả qua đã viết trong quyển sách vâng đây là toàn bộ uh, bộ bài của chúng ta À, xin cảm ơn các bạn đã xem clip và xem interview. Mọi chi tiết xin liên hệ house Shop. vn Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.